Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và công văn hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai mô hình mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần trong vòng 15 ngày tại các chợ trên địa bàn để giãn cách đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng xe ra vào các chợ giảm khá đáng kể so với những ngày chưa triển khai mô hình mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần. Lực lượng chức năng đã nghiêm túc thực hiện đo thân nhiệt, kiểm tra thẻ vào chợ của người dân. Đối với những trường hợp không mang thẻ đều bị yêu cầu không được vào chợ. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp như hiện nay, thì việc người dân nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên sẽ là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, tránh nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng. Vì vậy, mỗi người dân thành phố hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng đoàn kết chung tay với cấp ủy chính quyền các cấp để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn.